Và bài đầu tiên là xin mời bác sĩ Vũ Quốc Ngọc trình bày về các nghiên cứu Popular Genetics và nghiên cứu Isaac React 5 chưa được công bố năm ESC 2019. Thì đây là những cái vấn đề tranh cãi về sử dụng dùng ticagrelor với cả đối tượng bệnh nhân mà trên 75 tuổi, hoặc là những trường hợp bệnh nhân mà chúng ta có nên xét nghiệm gen khi mà bệnh nhân dùng thuốc chống tiểu tiểu cầu hay không, và một số đối tượng bệnh nhân mà chúng ta so sánh hiệu quả của prasugrel với cả ticagrelor trên đối tượng bệnh nhân được chứng thành cấp. Và xin mời bác sĩ Ngọc, đảm bảo về mặt thời gian. Vâng. Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt ba nghiên cứu, đó là Popular Age, Popular Genetic và Isaac React 5, được công bố ở hội nghị ESC năm 2019. Như chúng ta thấy là về khuyến cáo trong điều trị hội chứng vành cấp gồm có nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên và đau thắt ngực không ổn định, thì chúng ta thấy rằng vai trò của ba thuốc chống tập tiểu cầu là prasugrel, ticagrelor và clopidogrel đã được nói tới, bên cạnh cái điều trị nền tảng là phối hợp với cả aspirin. Thì trong nhồi máu cơ tim có ST chênh lên hay không có ST chênh lên thì chúng ta thấy rằng trong các khuyến cáo người ta đều nhấn mạnh là ưu tiên sử dụng kháng thụ thể P2Y12 thế hệ mới, đó là ticagrelor và prasugrel. Còn về vai trò của clopidogrel như thế nào trong hội chứng vành cấp? Thì đối với clopidogrel thì ở những bệnh nhân hội chứng vành cấp có chống chỉ định dùng kháng P2Y12 thế hệ mới, bao gồm tiền sử xuất huyết nặng hoặc là các phối hợp với cả thuốc chống đông đường uống hay là nhồi máu có ST chênh lên đã được dùng tiêu sợi huyết. Vậy tuy nhiên thì vai trò của clopidogrel so với ticagrelor hay là prasugrel thì đã được chứng minh qua các nghiên cứu như là Trisomy, Timi 38 hay là Plato. Tuy nhiên các nghiên cứu này đều được tiến hành từ năm 2007 hay là 2009, có nghĩa là cách đây từ 10 đến 12 năm. Và trong các nghiên cứu này, dựa vào các nghiên cứu bản lề thì người ta mới đưa ra là cái khuyến cáo là ticagrelor hay là prasugrel có ưu việt hơn so với cả clopidogrel. Nhưng tuy nhiên chúng ta cần để ý rằng là trong các cái nghiên cứu này thì cái nhóm dân số tuổi cao thì thiếu tính đại diện, như Trisomy 38 thì chỉ có 13% bệnh nhân là trên 75, và trong nghiên cứu Plato chỉ có 15% là bệnh nhân trên 75 tuổi. Và như vậy là các cái nghiên cứu này có vẻ như nó còn thiếu tính đại diện cho những người cao tuổi. Vậy câu hỏi là vai trò của clopidogrel ở những bệnh nhân hội chứng vành cấp có còn hay không? Thì chúng ta năm 2019 nhờ vào cái nghiên cứu Popular Age, đó là cái nghiên cứu gần như là thiết kế riêng biệt cho những bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh lên và cao tuổi, có tuổi từ 70 trở lên. Thì trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy là với số lượng bệnh nhân là 1.000 bệnh nhân, với nghiên cứu là 1.000 bệnh nhân và bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên và nhóm sử dụng clopidogrel hay là ticagrelor và prasugrel, thì chúng ta thấy rằng là đây là nhóm sử dụng clopidogrel so với ticagrelor và prasugrel, thì nhóm sử dụng clopidogrel thì có cái biến cố tim mạch, có biến cố xuất huyết giảm hơn đáng kể so với nhóm ticagrelor hay sử dụng prasugrel, trong khi các cái biến cố về xuất huyết không tăng đáng kể so với nhóm sử dụng thuốc kháng P2Y12 thế hệ mới. Và đây là thiết kế nghiên cứu, thì chúng ta qua cái thiết kế nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên vào dùng clopidogrel hay ticagrelor hoặc prasugrel, thì kết quả đã cho thấy là các cái biến cố xuất huyết nặng thì nhóm ticagrelor cao hơn hẳn so với clopidogrel, và cái biến cố xuất huyết nặng này có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta xét nếu trong các cái biến cố như xuất huyết nội sọ hay là xuất huyết gây tử vong thì cái nhóm sử dụng chống đông thế hệ mới, kháng ngưng tập tiểu cầu thế hệ mới cũng tăng hơn đáng kể so với nhóm sử dụng clopidogrel. Và qua cái nghiên cứu Popular Age này, tóm tắt lại chúng ta thấy rằng là clopidogrel ít xuất huyết hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm kháng ngưng tập tiểu cầu P2Y12 thế hệ mới, đồng thời là có hiệu quả tương tự trong dự phòng biến cố huyết khối. Như vậy là đối với cái nhóm bệnh nhân trên 70 tuổi và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên thì clopidogrel vẫn
có thể là một lựa chọn cần được cân nhắc. Tiếp theo là nghiên cứu Popular Genetics. Nghiên cứu này cũng được công bố ở ESC năm 2019. Thì trên một thực tế lâm sàng là đối với những bệnh nhân có xét nghiệm gen kháng CYP2C19 thì người ta lo ngại rằng khi sử dụng chống nguyên tập tiểu cầu kép có sử dụng clopidogrel thì sẽ xảy ra hiện tượng kháng thuốc clopidogrel dẫn tới làm tăng nguy cơ huyết khối. Như vậy trong thiết kế nghiên cứu này thì người ta mục đích là tìm ra những bệnh nhân có mang gen kháng CYP2P19 để sử dụng prasugrel, ticagrelor, còn cái nhóm không có gen kháng CYP2C19 thì sử dụng clopidogrel. Và qua nghiên cứu này người ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà có gen kháng không có gen kháng CYP2C19 sử dụng clopidogrel so với những bệnh nhân mà sử dụng ticagrelor hay là prasugrel thì cái biến cố huyết khối, các biến cố tim mạch chính cũng không tăng so với nhóm sử dụng chống đông thế hệ mới. Như vậy là đối với những bệnh nhân, tóm lại là những bệnh nhân không có gen kháng thì sử dụng clopidogrel hiệu quả ngang bằng so với cả nhóm sử dụng thuốc chống đông, thuốc chống tập tiểu cầu kháng P2P12 thế hệ mới. Và một thực tế chúng ta cũng thấy là trong các nghiên cứu thì thuốc ức chế P2P12 mới cho cái hoạt tính ức chế tiểu cầu mạnh hơn, nhanh hơn so với clopidogrel, nhưng mà tuy nhiên đối với những bệnh nhân châu Á thì kết quả thu được không phải là thuần nhất, bởi vì trên một số đối tượng kháng cái tập tiểu cầu mạnh không có nghĩa là có hiệu quả lâm sàng tốt hơn mà có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết so với clopidogrel. Và nghiên cứu cuối cùng đó là chúng tôi muốn đề cập đến đây, đó là nghiên cứu ISA React 5. Nghiên cứu này cũng được công bố tại ESC năm 2019. Thì cái nghiên cứu này nôm na đó là so sánh đối đầu giữa ticagrelor và prasugrel ở những bệnh nhân được can thiệp động mạch vành có chương trình. Và nhóm bệnh nhân này gồm có nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và không có ST chênh lên. Thì trong cái nghiên cứu này với số lượng bệnh nhân khá là lớn, trên 4.000 bệnh nhân, thì cái kết quả cuối cùng người ta thu được là trong nhóm bệnh nhân sử dụng prasugrel thì cái biến cố tim mạch giảm hơn đáng kể ở nhóm prasugrel so với nhóm sử dụng ticagrelor, trong khi cái biến cố xuất huyết ở nhóm sử dụng ticagrelor là 5,4% và nhóm prasugrel là 4,8%, thì cái biến cố xuất huyết giữa hai nhóm này khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tóm lại qua ba nghiên cứu này, nghiên cứu Popular Age, thì chúng ta thấy là cân nhắc clopidogrel vẫn là một lựa chọn ưu tiên ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim, nhưng mà nhấn mạnh là không có ST chênh lên ở đối tượng cao tuổi là trên 70 tuổi. Trong nghiên cứu Popular Genetics thì ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và không có cái gen kháng CYP2C19 thì vẫn có thể dùng clopidogrel, và kết quả nghiên cứu này cho thấy là không thua kém so với prasugrel và ticagrelor. Và nghiên cứu ISA React 5 thì người ta cho thấy rằng là prasugrel làm giảm biến cố tim mạch so với ticagrelor, trong khi biến cố xuất huyết là không khác biệt so với nhóm sử dụng ticagrelor. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Ngọc, rất là nghiên cứu rất là cập nhật. Thế thì cũng tương tự như các cái format của một cái talk show thôi, thì qua cái bài trình bày này thì liệu rằng bác sĩ Ngọc có thay đổi điều trị trên thực hành lâm sàng của mình hay không? Liệu rằng bác sĩ Ngọc là có rất nhiều ý kiến cho rằng là với cả bệnh nhân trên 40-70 tuổi thì cái việc mà vai trò của cái việc mà bệnh nhân bị tắc mạch hoặc là nhồi máu tim nó nhiều hơn so với cả bệnh nhân xuất huyết, và liệu rằng chúng ta ưu tiên lựa chọn ticagrelor ở đối tượng bệnh nhân trên 70 tuổi hay không là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bác sĩ Ngọc có định là xét nghiệm gen thường quy cho tất cả các bệnh nhân mà chúng ta dùng các thuốc chống tập tiểu cầu hay không? Và câu hỏi thứ ba là liệu rằng là chúng ta có nên thay thế prasugrel so với cả ticagrelor trong cái đời sống thực hay không? Thì đây là câu hỏi trong tất cả phiên bản talk show chúng ta đều hỏi, là liệu chúng ta sẽ thay đổi từ cái khuyến cáo đến thực tế chúng ta như thế nào? Xin trả lời câu hỏi của chủ tọa đàm. Như vậy là qua cái nghiên cứu chúng tôi vừa trình bày thì đối với nghiên cứu Popular Age thì với khi mà chúng ta đã đề cập đến vấn đề ở trên là khi chúng ta xét lại cái guideline về hướng dẫn sử dụng thuốc chống nguyên tập tiểu cầu kép gồm aspirin phối hợp với cả một thuốc chống đông, một thuốc kháng nguyên tập tiểu cầu hoặc là thế hệ mới hoặc là clopidogrel, thì chúng ta thấy rằng là các nghiên cứu dựa trên các cái khuyến cáo dựa trên các cái nghiên cứu bản lề, nhưng mà nó đã được tiến hành từ năm 2007 và 2009, và các cái dữ liệu cập nhật càng về sau đây, Popular Age chỉ là một trong những cái nghiên cứu mà chúng tôi đưa ra mang tính đại diện. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các nghiên cứu cộng gộp đưa ra các cái dữ liệu lâm sàng để nói rằng là clopidogrel hiện tại có vẻ như nó cũng đang được chứng minh rằng là nó có một vai trò nào đó nhất định trong trong điều trị hội chứng vành cấp.
đặc biệt là nhồi máu cơ tim không có sự trình lên ở những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân cao tuổi. Và biến cố tim mạch gộp không thua giảm không thua kém gì so với cả nhóm chống đông chống tập thể tiểu cầu thế hệ mới. Và qua cái nghiên cứu này cũng như là dựa vào thực tế lâm sàng thì có vẻ như tôi cũng bản thân ý kiến cá nhân tôi thì tôi cũng đồng ý với việc là tôi sẽ sử dụng clopidogrel ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh lên và tuổi cao thay vì sử dụng ticagrelor. Còn đối với cả nghiên cứu Popular Genetics về việc xét nghiệm gen thì người ta cũng phân nhóm ngẫu nhiên giữa nhóm sử dụng có xét nghiệm gen và không có xét nghiệm gen. Thì trong cái nghiên cứu này người ta chỉ chứng minh rằng là đối với những bệnh nhân mà có được xét nghiệm gen thì sử dụng ticagrelor tốt hơn. Nhưng tuy nhiên người ta thấy rằng là có một số nghiên cứu người ta đã nói rằng là có tới khoảng 30-40% những bệnh nhân là xét nghiệm có cái gen là kháng CYP2C19. Nhưng mà tuy nhiên để chứng minh rằng là đối với những bệnh nhân đấy có cái gen kháng như vậy có làm tăng biến cố thực sự là gây tăng cái biến cố huyết khối không thì thực ra người ta cũng chưa thực sự chứng minh được, bởi vì có những bệnh nhân mang gen đấy nhưng lại không, nó không có, nó không gây huyết khối, nó chỉ là người mang gen thôi ạ. Còn cái thứ ba đó là nghiên cứu Isariat. Thì qua nghiên cứu mà so sánh đối đầu giữa prasugrel và cả ticagrelor thì người ta thấy rằng là ticagrelor thì giảm biến cố tim mạch ít hơn so với prasugrel. Như vậy là thực ra thì đối với cái nhóm bệnh nhân này chúng ta phải lưu ý là trong cái thiết kế nghiên cứu là đối với những bệnh nhân này là những bệnh nhân đã được chụp mạch vành, nhồi máu cơ tim đã được chụp mạch vành và can thiệp có chương trình, có nghĩa chụp xong lưu ý là cái chỉ định của prasugrel là khi chụp mạch vành xong người ta thấy có tổn thương người ta mới được dùng prasugrel, không phải là người ta cho ngay từ đầu như là ticagrelor. Cái thứ hai là cái prasugrel nó cũng có những cái chống chỉ định như bệnh nhân cao tuổi hoặc là bệnh nhân thấp cân. Thì trong cái nghiên cứu Isariat 5 này thì người ta cũng đã làm một cái vote ở trên trang của ACC thì 30% là sẽ ưu tiên sử dụng prasugrel hơn khi nhận được cái kết quả nghiên cứu này. 30% người ta thấy là cũng có thể sử dụng ticagrelor hoặc prasugrel tùy vào tình huống lâm sàng, và 30% thì thôi vẫn điều trị như cũ ticagrelor. Dạ xin cảm ơn. Cái quan điểm của chúng tôi thì bởi vì cái clopidogrel nó rất có vai trò từ lâu rồi, những đặc biệt là cái nhóm nhỏ, những cái nhóm bệnh nhân chính của chúng ta là lớn tuổi và không ST chênh lên, không có đặt stent nhiều thì cái chuyện dùng clopidogrel là rất là an toàn. Nên là trong thực hành cái chuyện nên tính thang điểm chảy máu để mình biết rằng nguy cơ chảy máu càng cao thì mình càng phải xu hướng lên chọn clopidogrel trong thực hành. Thế còn cái sử dụng gen thì tôi quan điểm là bây giờ mình chưa có nhiều, nên ra là cái việc áp dụng thì nó hơi khó. Còn riêng cái nghiên cứu cuối cùng mình biết là cái prasugrel nó còn hạn chế ở những bệnh nhân mà bị đột quỵ nữa, mà cái người Việt Nam mình đột quỵ nhiều lắm, nên là chúng ta thực hành thì mình cũng phải cân nhắc để chúng ta lựa chọn giữa tica. Và tất nhiên bây giờ thì mình chỉ có tica thôi, cũng chưa có prasugrel, mà là thì thôi mình có một cái thì đâu còn lựa chọn. Rồi, tiếp theo chương trình thì